Hello teacher. Hello, good evening. Hello Hello, mình hôm nay đang teacher. cơm trưa Hôm nhỉ? nay con Trẻ á, trời ơi nào. Bây giờ bạn nào mà ăn cơm rồi đúng không? Các bạn có thể comment cho con biết là ăn cơm rồi nhá. Đúng, mấy bạn vào sớm đấy. Ăn cơm rồi cô ơi. Ăn cơm rồi. You are having ăn cơm rồi. Evening, so. Good evening. Phú Phú bọc tóc nhanh quá, Phú bị cắt tóc nha. Phú không ngờ cái phương mái hơi dài rồi này, chuẩn cắt lại tóc này. Cháu có một cái tên là Võng Khang. Anh biết mình ra bị cắt đầu chọc quá. Vẫn nữa. Thầy cô giờ có tên đi quá. Happy. Do you feel happy? Cô ơi. Yes. Thầy cô giờ. Cô đây bạn nào gọi cô đấy. Chi quá. Okay, we just have 5 minutes left. Mình chỉ có 5 phút nữa thôi nha, để mình có thể ổn định chỗ ngồi này và mình chuẩn bị học nha. Now, do you remember about the previous class? Ôi chứ các bạn còn cô ơi, hôm nay cô nhớ gọi con. Hôm nay cô nhớ. Tại vì là hôm nay con không biết mà. Đằng sau. À, hôm trước chắc là hôm trước học có một tí thôi cho nên là cô cũng nghĩ đi nghĩ lại rồi ra bài tập thì nó cũng đơn giản quá, thì để hôm nay học hết bài xong rồi mình bắt đầu làm bài tập con nhá. Con ăn cơm rồi. Trời ơi, nào bây giờ ăn, bạn nào ăn cơm rồi giơ tay nào. Raise hand. Con ăn cơm rồi. Đâu rồi, các bạn ăn cơm rồi giơ tay nào. Ăn cơm rồi. Okay, if you're having dinner, you can say for me. But I don't know if you're ready, right? Bạn ăn cơm rồi, tại vì là nếu như bạn làm cô ơi, con đang con phải ăn dở cơm. Cho nên là cô cũng ăn rồi thôi, bây giờ phải ăn xong thì mới cho học, đúng không? Đó. Học cái này dễ hơn, cô bảo học. Ăn chưa? Cô á? À, hôm nay cô đi ăn với cả bạn thân. Cô bạn thân thì của cô đang ở đằng sau. Đó, thế này là ăn rồi. Cô ăn nhà hàng không sợ dịch à? À, ăn ở nhà chứ, giờ này chỉ có ăn ở nhà thôi. Dạ cô ơi. À, bây giờ để cô có thể biết được là lớp mình hôm nay có những bạn nào tham gia thì mình vẫn theo lịch cũ là mình sẽ thế nào nhỉ? Comment the full name. You comment for me the full name. Các bạn ghi tên để gửi cho cô nha. Yes. Okay. Thank you Tú Phương. Đấy, nào hôm nay các bạn nào? Con chào. Con chào cô, con là Võ Minh Khang. Trời, Minh Khang cô thuộc tên lắm rồi con nhỉ. Đấy, chào ơi, khách sáo thế nào? Nguyễn An Phú. Okay, Hoàng Tú Phương để cô xem Class Dojo nha. Vừa rồi cô đã tổng kết được Class Dojo rồi và cô cũng đã có cái tên là tháng tới cô sẽ gửi quà rồi. Nha. Thì chút nữa tầm hết rồi cô sẽ công bố. Ôi, cô. Cô Nguyên Khang, Trần Duy Phong. Có những bạn nha, tôi biết là có những cái bạn mà cùng lớp này rồi là những cái bạn hàng xóm mà học cùng các con ở lớp của cô ấy thì đang phải thay đổi mã lớp trên sân học, có rất nhiều bạn không biết. Vì vậy là nếu mà các con mà biết các bạn đó hay là bảo các bạn cứ là của cô gọi là vào cái lớp 1 học được không cô? Học được chứ. Ôi. Không có gửi quà được. Gửi gì? Gửi quà. À, cô sẽ tí nữa cô sẽ xem là bạn nào được đúng không, rồi cô sẽ hỏi địa chỉ và số điện thoại của bố mẹ. Okay. Không, cuối giờ tại vì có những bạn chưa có Class Dojo thì cô cố gắng nha, từ tháng sau nha. Ok, now so để cô xem nào hôm nay. Ôi, cô quên mất không admit 12 bạn. Để các bạn mới được vào. Nào. Hello teacher. Hello, hello, good evening. Oh, teacher. Đăng Hữu Chí.
Ôi mẹ con có Jojo. Let's go Jojo. Hoàng Tú Phương lớp 3. Lớp 1 được không cô giáo ạ? Có ạ. Có lớp 1 đang học cùng các bạn đấy ạ. Ok, look at this. We have. Nào có những bạn nào đây? Có những bạn đang phòng chờ thì cô sẽ mở Jojo. Good evening, Hello, teacher. Is the time of studying, right? Rồi, bây giờ cũng đã là 8 giờ 5 phút rồi và mình cũng phải chuẩn bị bắt đầu bài học của mình ngày hôm nay thôi, đúng không nhỉ? Nào, ok. Các bạn nào mới vào lớp thì các bạn comment cho cô tên đầy đủ nha, để chút nữa cô điểm danh trong Class Dojo nha. Còn những bạn nào mà đã vào lớp và ổn định chỗ ngồi rồi thì mình... I can raise hand like me, right? I can raise hand like that. Ah, oops, sorry. I can raise hand. Yes, yes, I see that. I see that you got to raise hand for me now. So, who is in the screen, right? Okay. Phạm Phú Tiến Minh. Và những bạn mới thì nhớ comment tên cho cô để cô biết được là bạn nào hôm nay tham gia học nhá. Okay. So, vì ai đi mới cho nên là sẽ có rất nhiều bạn không tham gia được lớp rồi, cho nên cô cũng muốn là các bạn có who is on the screen, em Vũ, yes, okay, just me, thì cô sẽ screen nha. Okay, so do you remember about previous class? Có bạn nào nhớ là bài hôm trước chúng mình học về cái gì không? Có bạn nào không? Vũ Thị Thanh Bình. Bạn Thanh Bình, lớp 2. Ừ, cô nhớ rồi. Các bạn có nhớ hôm trước mình học về cái gì không? Comment cho cô biết nào. Không nhớ là không được đâu. Không nhớ là không có học được đâu. Nào, who can? Toys. Hương Quỳnh, lớp 3. Say to me that we had started about toys. Is that true? Ngọc Khuê say toys. Đúng rồi, cái lớp này mặc dù là học đại trà học mà học cách buổi thôi nhưng mà nhớ bài lắm. Okay. So today we will continue with the lesson about toys. Okay. Do you remember about some new words we have studied about? Do you remember? Remember about the new word? New words. You remember this? Yes or no? Yes, okay. Now I will set the screen and we will get the revision of the previous class. Let's go. Okay, can you see the screen now? Yes or no? Yes, you can see the screen now. Okay. At the previous class, we got some new words about action figure, right? Action figure. The something we can... You got to play this with some power, some skills, đúng không nhỉ? Siêu nhân thì có sức mạnh này, có một số các cái kỹ năng, các thứ đúng không? Right? Who that? Who that is? Okay, nào, có bạn nào nhớ không? Okay, chiêu thức mới. Nào, ok, who is drawing? Who is drawing? Không được vẽ lên bảng nha. Để cô tắt vẽ lên bảng chút nữa nha. Chết, thế là không được đâu, lần nào cũng phải nhắc. Ok,
The previous class we studied about action figure, airplane, ball, right? I want to pick one of them, one of you, right? Some of you will volunteer to read out loud all of these new words here. Who can? Who can? Hương Quỳnh, huh? Cô mời con, huh? Yes, okay. I will find Hương Quỳnh, right? Okay, let me find Hương Quỳnh. Hương Quỳnh đâu nhỉ? Hương Quỳnh đâu? Where is Hương Quỳnh? Hương Quỳnh. Hương Quỳnh. Teacher. I cannot see you. Where are you? Ah, yeah, you're here. Figure. Yes, can you hear me? Action figure. Yeah, action figure. Okay, great. Okay, wait me a little bit. I will share you the screen now. Okay. All the class, yes, cả lớp nào đọc theo Hương Quỳnh nào. Action figure. Action figure. Good job. And the next word is? Airplane. Good job, it's airplane. It's a deep, it's a special word, right? Okay, wait a little bit. It's a special word. We got airplane. Plane. Good job. And the next word is? Bone. Ball. Okay, look at. Okay, all the students here, cả lớp nào, cả lớp tập trung là focus on this, right? Some of you will call this ball, right? Đúng nhỉ? But in the right sentence, we got ball. Cái lưỡi, ball. 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 Good job. Yes, exactly. And you will answer me in the full sentences. Okay, cả câu đầy đủ nha. What is this? Hương Quỳnh. That this is my action figure. Good job. And what is this? This is my airplane. And the last one, what is this? Hương Quỳnh. This is my phone. Girl, you got so great. Okay, this is my của tôi đúng không? This is my. Okay, thank you Hương Quỳnh. Can you pick me one of the students? Well, okay, Hương Quỳnh sẽ chọn ra một bạn nữa để có thể là trả lời câu hỏi của Hương Quỳnh nào. Ôn bạn nào. Hương Quỳnh có thể nhìn ở trên phần học sinh này, danh sách học sinh này để Hương Quỳnh chọn một bạn nhá. Okay, Hương Quỳnh, help me to pick one of them. Các bạn Võ Minh Khang không cô? The little boy Võ Minh Khang, right? Okay, Võ Minh Khang. The little boy. Let me see. Aha! Look at him now. Hello, teacher. Hello. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, today I'm great too. So, Hương Quỳnh chose you to help all the members here to revise the previous class. So, are you ready? Yes. Okay, great. So, we will move on the next new one, vocabulary. So, we got three more vocabularies here. So, what is this? What are these here? These are skates. Oh my god, you remember this? Chào Minh Khang nha, chuẩn ghê nha. Minh Khang trả lời rất chuẩn. These are skates. Why you answer by that? Thế sao cô lại trả lời là these are nhỉ, Minh Khang nhỉ? Dạ thưa cô, tại vì nó có số nhiều ạ. One point here. Yes, good boy. Yeah, these are skates because it's a
plural, right? Bởi vì đó là số nhiều, đúng không? Okay, next question. What is this, Minh Khang? This is a train. Great job. And the last one, I think that all of you know this because I have one here. This is a puppet. Great boys. So today we got all my boys and girls. Good, great boy. Kể cả bạn Hương Quỳnh và Minh Khang đều rất nhớ bài đúng không nhỉ? Remember this. Hương Quỳnh đã ôn cho mình cấu trúc là this is my, của tôi đúng không? Còn hôm nay Minh Khang đã lưu ý cho các bạn rằng khi nào thì dùng these are, còn khi nào thì dùng this is, right? It's easy. Minh Khang mấy tuổi nhỉ? 6 tuổi à? Yes, I'm 6 years old. Yeah, Minh Khang just 6 years old. And how about Hương Quỳnh? How old are you now? I'm 8 years old. Good job today. 8 of you got the 2 points in Class Dojo. Thank you. Good job. Hôm nay các bạn sẽ được 2 điểm ở trên Class Dojo nha. Trả lời giải rất là tốt nha. Thank you. So, okay, nice. Do you remember this? We got the more question and more new words here, right? Next. Okay. Look, listen, and write. Today, I want to show you the new instruction. Okay. Today, I want to show you a new instruction to show the thing you want. Hôm nay con sẽ dạy cho các con cách để có thể diễn đạt được, để bày đạt được, bày tỏ được cái điều mà mình muốn, đúng không? Mẹ ơi, con muốn ăn kem, đúng không? Mẹ ơi, con muốn có một cái puppet như cô Ngọc chẳng hạn. Yeah, this word is want. Want. Okay, while all the class, listen to me, right? Listen to me, we got the new word, want. Okay, I want some of you will look happy and full. Can you? Hello, teacher. Good job. The word of the structure today I want to show you about muốn, right? In English is? Yes. Yeah, là gì nhỉ? Từ gì nhỉ? Từ gì nghĩa là muốn? Right. Want. Want. I want. I want skates. You want skates. Okay, you need to focus on it. Some of the people here will got the wrong pronunciation like that. What? Not one. Want. 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 Gah, ha, ha, ha. Right? Want. Want. Good job. And one more student, you can pick one of them for me, please. Nguyễn Anh Phú, can you choose the student to call them? I want to say to you, who this? Who is chatting? Ai đang chat ta? Tú Phương à? Okay. Nào, Anh Phú sẽ chọn ra một bạn. Nào, chọn ra ba bạn cho cô để cô pin lên nào, để mình có thể nói rõ từ này nào. Ba bạn à? Yeah, you want more students. One. Which one do you want? Which one do you want? Con muốn chọn ai đúng không? Which one do you want? Nhìn trong chat box xem bà nào làm con ấn tượng nào. Con nhìn bạn Tú Phương là dài nhé con. Bạn Tú Phương. Tú Phương à? Để dài. Ok, Tú Phương is a great student. Tú Phương rất là giỏi nha. Tú Phương giỏi lắm. Đây, cô sẽ show Tú Phương lên này. Tú Phương hôm trước để tóc không xoát. Ok, Tú Phương, can you hear me? Yes, I see you and I listen to you too. Yes, okay. Can you pick one more student for me, Tú Phương? Một bạn nữa hả? Yes. Vậy cô cần mấy bạn vậy? Bây giờ mình cần tổng là 4 bạn đúng không? Thì bây giờ mình có 2 bạn. Bây giờ con chọn một bạn nào. Which one do you want to choose today? Cho bạn Tiến Minh đi cô. Okay, con sẽ nói là I want Tiến Minh. I want Tiến Minh. Okay, Tiến Minh, good job. Tiến Minh, Phạm Phú Tiến Minh à?
Vâng, tên bạn ấy thật, thúy đó. Ôi trời ơi, lại nhân vật này thì làm sao mà khác lạ được. Hello Phạm Phú Tiến Minh. Hello teacher. Great, do you feel great today? Hôm nay con thấy thế nào, thấy có khỏe không? Con có ạ. Okay, you feel great. So, I want you to choose one more student for me, please. One more student. Một bạn nữa nào. Nhìn trên chat box này hoặc là nhìn ở trên phần video ấy, có rất nhiều bạn giơ tay nhờ. Bây giờ là cô cần hai cặp. Đây có hai nam rồi một nữ đi. Hoàng Hiệp ạ. Hoàng Hiệp á? Hiệp á? Hiệp hôm nay không có trong lớp. Hiệp bạn nghỉ hai buổi rồi cô ạ. Ờ, Hiệp chắc bận. Nào, thế bạn nào nào? Trong phần chat box ấy, trong phần chat các bạn chat nhiều lắm này. Có bạn nào giơ tay không? Rất nhiều cô ạ, không thể tán nổi được. Không, phần chat bây giờ cô cũng không dám đọc. Bây giờ cô không dám đọc nó nhiều. Còn được cô, Hoàng Ngân ạ. Hoàng Ngân đúng không? Hoàng Ngân. Tí nữa làm bài tập nha. Cô sẽ hướng dẫn cả cách một cách mà cả lớp đều làm bài tập được. Nguyễn Hoàng Ngân lớp 2 nhỉ? Ok, Adkin. Okay, can you hear me? Hello, teacher. Good job. Today we got the two teams here. Okay, eight team, we got two members, right? Mình đã có hai nhóm, mỗi nhóm hai bạn. Mình đang thấy An Phú nha, đang như thế này này. Okay, now so we got two teams. Cả lớp nhìn nha. Hôm nay mình sẽ có hai nhóm. Hôm nay tôi sẽ có hai nhóm. Okay, An Phú and Thu Phương is one team. Phạm Phú Tiến Minh and Nguyễn Hoàng Ngân is a team two, right? Okay, your business today is show the thing you want. Bây giờ một bạn em nói là tôi muốn cái này và bạn kia sẽ đi tìm thứ đó. Anh biết một cái mà chắc chắn bạn Phú bạn không thể có được. Đúng rồi. Bây giờ nha, đây là đang tăng trong phần tinh thần đoàn kết đúng không? Bây giờ nha, bạn ví dụ là bạn Phú Vận bảo là I want a pen thì bạn Tú Phương phải chạy ra lấy ngay một chiếc pen. Nếu mà bạn Tú Phương mà không lấy được cái pen thì có nghĩa là không được điểm. Mà có pen thì là có điểm. Are you ready for the game now? Cả lớp đã sẵn sàng để xem cái đội này chơi nào chưa? Yes, cô thấy là tinh thần hăng hái lắm. Và hiện tại nha, không bao giờ bỏ cô dưới, những bạn ở dưới lớp có nhiệm vụ với cô như sau. Những bạn ở dưới có nhiệm vụ để theo dõi và sẽ theo dõi và xem các bạn có gian lận không nha. Tại vì là hai mấy bốn bạn này là sẽ rất là lanh. Chúng nó lanh lắm. Đấy, như kiểu nó đã cầm tết đi bia để nó ra nó đợi với cô đấy kìa. Ok rồi, are you ready? Bây giờ chúng sẽ show cái bảng trắng lên nhá. Yes, ok. Can you see the screen now? Yes. Can you see the screen? Yes. Ok, tạm thời nhá. Team 1. Nào, team 1 muốn tên là gì nhỉ? Which name? Beer. Hả? Daddy Beer. Teddy Bear? Yes, teacher. Vì con rất là thích Teddy Bear luôn. Nào, bây giờ con sẽ ghi là Teddy Bear. Ok. Con có cực nhiều Teddy Bear. Dù là Phạm Tiến Minh có Teddy Bear nhưng con đã không có cơ hội để đặt được tên là Teddy Bear. Teddy Bear. Ok. How about team 2? Sorry. How about team 2? Wait, do you want to put? Nickname nào, thảo luận. Đâu rồi, Phạm Phú Tiến Minh biết đâu. Nào. Which name do you mean? Hả? Mr. Bean. Hoàng Ngân, what do you think about that name? I am... Door. Ui. Agree or not? Bạn ấy nói là door. À, cái nhóm này nó đã không thể cái sự đoàn kết ở đây đúng không ạ? Bây giờ là thống nhất đi xem nào. Hôm trước cô dạy rồi. Trong lúc các bạn đang thảo luận thì con đi lấy cốc nước tí nhá. Ok. Nào, cả lớp bây giờ lấy cốc nước và tí nữa là bắt cả lớp đi chạy đến nơi rồi đây này. Bây giờ chỉ có hai nhóm là chơi demo thôi.
Tị nữa là cầm hết gấu bông ra đây. Tị nữa mà cô bảo là chạy ra cầm gấu bông là có cái gấu bông liền. Được chưa nào? Bạn nào chưa có nước đi ra lấy nước. Bạn nào chưa có nước đi ra lấy nước. Cấu Vũ Tiến Minh với cả Hoàng Ngân này phải ở đấy mà thảo luận chạy đi đâu. Bạn đã có tên chưa? Con quay lại rồi đấy cô ơi. Ừ, cả lớp nha, nhưng bạn ở dưới là chuẩn bị nào. Hai bạn này, hai cái nhóm này chơi xong thì chút nữa là lớp mình sẽ có hoạt động nhóm. Lớp mình sẽ có chuột hoạt động nhóm chạy nhô nhào luôn. Ok nào, Phạm Phú Tiến Minh, em Nguyễn Hoàng Ngân, hôm trước cô đã dạy cả lớp cách để làm việc nhóm rồi đúng không? Mình sẽ phải thảo luận và đưa ra thống nhất để nhóm mình có cái tên hoặc là có cách hoạt động tốt nhất đúng không? Nào bây giờ Phạm Phú Tiến Minh và Nguyễn Hoàng Ngân, can you put a name for the team please? Con nhường bạn Ngân ạ. Ừ, thích Ngân thì sao nào? Thank you. Thank you. Thế Ngân là which name do you want to put? I want... Nào con nghĩ một tên này. 3, 2, 1. I want... Đồ. Đồ, ok. Tên của cái con búp bê đây là gì? Búp bê. Teddy doll. Mít... Buồn cười lắm, đặt tên là Teddy Bear đúng không? Teddy Bear thì Trần cái gì nhỉ? Mình đã đặt luôn tên là Mr. Bean. Trời đất. Nào, doll, ok. Doll. Búp bê được chưa? Ok, nào Teddy Bear and doll, are you ready? Bây giờ nha. Này, cả lớp này, bây giờ tôi chỉ có cái bảng trắng thì cô mới là người viết thôi. Còn các con nha, bây giờ luật chơi như sau. Luật chơi như sau. Nếu mà các con không hoàn thành ấy mà để cô nhìn thấy phần các bạn đang để cô có thể nhìn thấy tất cả các bạn ở trên màn hình luôn. Nếu mà các con không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 10 câu I want, ví dụ như là con muốn 10 thứ đúng không? Con muốn 10 thứ mà con không đem được ra 10 thứ đó mà cô đã thấy ở trên màn hình mà các bạn đã đem được thì tất cả số điểm của các con sẽ được chuyển cho các bạn ở dưới. Các bạn ở dưới nghe chưa? Các bạn ở dưới chuẩn bị chưa? Nào, ơi, sao được 10 đồ vật luôn vậy? Bây giờ nha, Nguyễn An Phú này, Phú Tú Phương này, Phú Tiến Minh và Nguyễn Hoàng Ngân, mỗi bạn sẽ nêu ra 5 vật mà các bạn ấy muốn các bạn tìm. Đúng chưa? Bây giờ, Nguyễn An Phú first. Nguyễn An Phú, wait. Do you want to choose today? One, a car. A car, Tú Phương, a car. Can you find a car now? If Tú Phương không có, bây giờ Phú Tiến Minh với Hoàng Ngân với các bạn ở dưới tìm a car nhanh lên nào, quick. Các bạn ở dưới này, nếu các bạn ở dưới mà tìm nhanh hơn thì có car thì điểm là về các bạn luôn này. Nhưng đâu Hiền có car không? Hiền ra một car không? Không à? Ui dồi bắt. Đâu có tin, Tú Tiến Minh rồi. Ôi, nhóm 1. Để cô xem ở dưới nào. À, đúng đồ của con nó bị lẫn lộn hết rồi. Có cái kìa nhá, Hương Quỳnh cái kìa, các bạn đừng tưởng. Kìa, Hà An Bình đúng không? An có rồi đây này. Không phải đùa đâu, Triệu Mẫn đây này. Gớm, các bạn tưởng mỗi mình bạn có đấy. Phú Tiến Minh, Nguyễn Hoàng Ngân, ôi ơi, cái nhóm 1. Nào cả lớp, nhìn thấy không? Bây giờ cô thấy nhá. Ngoài những bạn ở trong nhóm ra thì hiện tại, Trần Duy Phong, Minh Đức có đây nhá, cô tính này Trần Duy Phong nhớ là con sẽ cho một cái các bạn nào không thể biết được. Cô không biết, nói chung là hôm nay là ngay từ phát nổ đầu tiên. Đọc những cái tên nào, những cái tên hôm nay nhá. Thế là team 2 đã có một điểm đúng không? Nào bây giờ để cô show lên đây. Buồn cười thật sự luôn. Thế nào lại đấy, cái tinh thần đồng đội chán lắm. Nào bây giờ phải tìm chiến lược chứ đúng không nào? Đội Joe, hiện tại đội Joe đã có một điểm đúng không? Và các bạn ở dưới không? Nào giơ lại cái card để xem nào, để cô viết tên vào đây là bạn Trần Duy Phong. Rồi Minh Đức đúng không? Minh Đức. Rồi xem nào. Ôi dồi ôi. Tiếp tục nha. Ai có? Nguyễn Lương Hán không có à? Không à? iPhone có không? Bạn
bạn iPhone. Thì con có chỉ là con để nó lựa cho một đống đồ chơi. Ôi dồi ôi. Thế các bạn đều có mà thiệt rồi. Nào bây giờ đây là An Phú với cả Tú Phương, trong lúc cô đang ghi chép thì thảo luận đấy. Trần Nguyên Khang có không? Mặc cái áo giống cô. Rồi, tớ đã biết phải cho cậu cái gì để trả thù. Các con là một team, các con phải nhớ nha. An Phú và Tú Phương là một team. Đúng không? Chỉ khi mà bạn nói I won mà con có thì là lúc đấy con mới được điểm. Giang có không con? Giang 50. Nhưng mà con đoán như này. Anh Bình có không? Rất là ít bạn có này. Rồi Thanh Bình. Gần như là ít bạn lắm. Ngọc Hân có không? Ngọc Hân có không? Giờ con xem nào. Nè, ngân bạn có. Ngọc Hân có này, cô nhìn này các bạn này. Nhanh lắm. Ui dồi, bảo A, bảo An đi kìa. Đấy, bảo An. Cô nhìn được lên cả lớp. Con bức cái kha của con đi tinh tinh lắm. Vì anh này, Hà Bình An có không? Ui, Hà Bình An nhá. Biết Hà Bình An làm gì không? Cô cho các bạn xem này. Hay lắm Hà Bình An này. Ui rồi đang show ra một bộ toàn bút thước các thứ. Bây giờ gọi phát có luôn này. Nào bây giờ xem nào, anh Khoa có không? Mạng yếu. Trang ơi, mày vừa truy cập vào mạng đúng không? Ôi trời ơi. Cô đến rồi. Alo. À cô đây rồi. Cô đây rồi. Vừa là cô đã ra. Nào bây giờ là từ từ nó xem nào. Các bạn dơ lại nào, cô dơ lại để cô xem nào. Khuê có không? Trần Duy Phong có rồi này, Bảo An có rồi này, Tuyết Phương đâu rồi? Chết rồi, cô xin lỗi, Nguyên Lương Hà An không có, Triệu Mẫn có đang viết, cô ơi, cô đây ùi lợp nháo nhào lên, sợ quá cơ. Nào, Thùy An, Thùy Anh rồi này, cô đang viết đến Thùy Anh. Minh Khang, Lý Kim Ngân, Minh Đức, Ngọc Hân, Võ Minh Khang, Vân, Hoàng Ngọc Nhi có không con? Ai bạn nào có ô tô? Hương Quỳnh. Còn ai nữa nhỉ? Kim Ngọc. Ok, còn đâu rồi cái Minh đâu nhỉ? Còn ai nhỉ? Khánh Bình này. Đâu rồi? Quân cần hết. Ui sao nhiều nhỉ? Lớp mình con không có xe. À đâu? NTN là ai nhỉ? NTN là ai nhỉ? Mẹ sáng. Đâu nhỉ? Cô thử hỏi cái NTN tên gì con ơi? Nguyễn Vũ Bảo An. Ui rồi, bây giờ phải đổi ngay tên Nguyễn Vũ Bảo An. Có tên Nguyễn Vũ Bảo An à? Ok nào. Ai còn chưa có xe mà chưa có tên không? Đâu rồi Hoàng Ngân là áp cái pin vào đây là thích cái thanh niên kia đâu rồi? Thanh niên Minh đâu rồi? Thanh niên đâu? Có thanh niên đâu rồi? Alo các bạn còn có nhìn thấy bạn team Đô đâu không? Sao một hồi con đã tìm được cái xe của con cô ạ? Ôi dồi ôi, Tú Phương ơi. Cái này được tính là kha không? Đấy là kha của con đấy. Show me. À quân cô ghi rồi. À, quân đấy rồi. Nào tiếp tục nha. Bây giờ Tú đọc liền cho cô bốn vật đúng nhá. Phú được đọc một vật. I want. No. Đố. Trần Duy Phong. Miu. I want what? I want a milk. A what? Thía. Milk. I want a milk. Ah, you want milk? Sữa hả? Yes. Yeah, I want milk. Không phải a milk.
Okay, 3, 2, 1, go to buy him a box of milk. Right now, okay. Tim nào, Tim tiết là bia đâu, Tú Phương mà không nhanh là không. Nhưng mà đồ của con có rất nhiều nơi đi, nó lỡ chỗ luôn cô ạ. Nên con là Tim chết được. Bây giờ nhá, bây giờ Tim An Phú biết không? Bây giờ An Phú toàn đọc những cái đồ mà Tim đồ có rồi, đồ rồi này. Đâu? Ai có? Ngọc. Bây giờ cô sẽ xem trước, cô sẽ xem trước đấy. Nhà một nùi trước. Milk, I want nhà mình lại xem. Chết rồi, Phú ơi, bây giờ Phú mà đọc những thứ mà đấy không có là không được đâu. Con có biết không? Con phải chạy thẳng một mạch xuống nhà. Con phải hiểu là con phải đọc những thứ mà Phú Phương có thì con hiểu. Các bạn ở dưới các bạn có là điều nghiễm nhiên đúng không? Các bạn ở dưới có là điều nghiễm nhiên. Yeah. Con vẫn đang đập thình thịch bên này. Đây, Tú Phương có rồi kìa, rồi thôi. Con vừa chạy thắng một mạch xuống nhà cô ạ. Rồi chết mất nào các bạn ơi, bây giờ các bạn cùng cô đọc tên các bạn ở dưới có nhá. À các bạn ở dưới nào, bắt đầu từ Ngọc Khuê nào, iPhone đúng không? iPhone là tên là gì con nhỉ? Đây cô thử ask nào. Hello, cái bạn iPhone tên gì nhỉ? Con mở mic cho con nói cho con xem. Hello. Con tên là Nguyễn Thảo My. À Thảo My, ok Thảo My nha. Ok để cô ghi tên vào. Nào, Trần Duy Phong nào, Duy Phong. Thảo My. Ngọc Khuê. Con, Thảo An có không? Con. Con đâu? Bạn là Tiến Minh. Con ghi rồi. Nào, ai có? Đỗ Bảo An không có à? Trung Kiên, Nguyễn Lương Hà An. Úi dồi, Nguyễn Lương Hà An. Ngọc Diệp có không? Trung Kiên có không? Trung Kiên có. Mẫn có. Mẫn hình như cái gì cũng có. Mẫn một phát có luôn. Thanh Bình. Nguyên Khang cả lốc các bạn nhá. Nguyên Khang này, nhìn đây này. Em mới chơi cả lốc Milo kìa. Nhìn chưa? Khoe, hello. Ôi trời ơi. Nguyên Khang, hello cái nào. Ừ đấy, thấy chưa, đúng là cứ mặc cái áo khủng long dấu cô Ngọc là cái gì cũng có đúng không? Ok đấy chưa, nhìn em Nguyên Khang như em Nguyên Khang có cả bịch nha. Nào tiếp tục nào, à, Ngọc Diệp cũng đang uống Milo kìa. Nha cô nha. Ngọc Diệp nha. Bây giờ Thanh Bình, ok comment cho cô, comment cho cô phần chat nha. Thùy An, Thùy Anh, Thùy Kim Ngân, Minh Đức, cô nhiều quá. Ngọc Hân, con nhầm nhiều bịch. Oggy, Phạm Khánh Hà, Vân, ôi dồi ôi. Hương Quỳnh cái gì cũng có. Thế tải thật chứ lệ. Trời ơi. Minh Khang. Không đọc tên. Tiếp tục nhá, tiếp tục nhá. Bây cô xem là Ngọc Hà này, Kim Ngọc này, Khánh Bình này, Quân này. Rồi, Thái Thịnh này. Đâu quá. Nào, tiếp tục nào, bây giờ nhá. Bây giờ Phú ở chơi này không được. Bây giờ phải cho Phương gỡ bài. Phương này, what do you want? What do you want? Want door. Door. Phương, want door. Door. Các bạn biết ngay nè, cái này các bạn làm có không, rất ít. It's not a door. Door là cái búp bê cơ, không phải con đấy. Mickey không? Door là cái con bê. Này. Rồi, Hoàng Ngân có. Rồi, Phú đâu? Phú mà không có là không có điểm đâu. Đó, con biết ngay mà. Cái này chỉ có các bạn gái là có nhiều. Ôi trời ơi, sao lớp mình ai cũng có đô này. Có bạn nào chỉ có chỗ mua đô đẹp không? Nào, Hoàng Duy Phong, Trần Duy Phong đâu nhở? Dơ to lên thế cái gì đây? Thôi bố ơi. Đấy là hộp xe sủi mà. Đấy là hộp xe. Đấy là hộp xe. Ôi rồi, rồi. Ok, cái nhóm được. Thôi trẻ. Hiền Dâu có không? Hiền Dâu có không? Trời đẻ thế nhở? Chiến dâu có à? Con có. Đây rồi. Rồi nha. Ok nha. Tôi nhìn thấy hết rồi. Bố bảo An là bảo An mới 5.000 con đô. Lương Hà An là chống tầm rồi. Không có rồi. Ngọc Diệp rồi. Trung Kiên có không? Trung Kiên chơi búp bê không con? Không. Mẫn có này. Ui chà. Hà Minh An sao lại cầm? Hà Minh An nó cầm gì? Ui con này to quá con ạ. Hà Minh An có con to lắm. Thanh Bình. Anh Khoa.
Giang. Thúy Anh ngon, Thúy Anh ngon. Thúy Anh, do you want dough? Do you have a dough? No, no. Kim Ngân nha, Kim Ngân hẳn hai con. Tôi đéo thế nhỉ. Ngọc Hân, Võ Minh Khang vừa giết sữa nhưng không còn đồ. Nguyễn Khang có không? Rồi, Vân có này, Đặng Hoài An này, tốt, Lương Quỳnh này, Khánh Hà, Ngọc Hân, à Ngọc Hà, Kim Ngọc, ui, Kim Ngọc có cả bộ nha. Hiền đâu, Hiền áp, Hiền lên xem nào, khổ Hiền đâu trông nhỉ. Hello con. Các bạn cổ rũ Hiền cái, Hiền nó đang ốm nào. Ngọc Hà, không cả cô, cô ạ. Rồi nào bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ tại vì là các bạn biết không, I have to. Từ nay bây giờ nha, bây giờ các bạn đọc liền một mạch cho tôi. Bây giờ bạn Phạm Phú Tiến Minh và Hoàng Ngân thống nhất. Phạm Phú Tiến Minh và Hoàng Ngân thống nhất gọi cả lớp và thử thách bạn An Phú và bạn Tú Phương. Ba vật liền một lúc, phải có ba vật liền một lúc. I want nào, Phạm Phú Tiến Minh. Phú Tiến Minh một vật nào. I want cut. Bạn nói cái gì cơ? Cô con không nghe rõ. Cut. 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 Skate. 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 And cái gì kìa? Action figure. Thế còn hai bao Hoàng Ngân. Hoàng Ngân nào? Hai vật nữa nào? Hoàng Ngân. Hoàng Ngân con muốn hai vật gì? Rubik's Cube. Không không, con chỉ được hai vật thôi. Hoàng Ngân, which one do you want? And turtle. Turtle. And comics. Books. Okay, thử thách của các bạn bây giờ là a turtle này, a book, an action figure and skates. Nào cặp, có bạn nào có đủ chọn bộ bốn cái không? Show me. Cái không còn một cái nữa, con chỉ có mỗi kiểu khách thôi cô ạ. Kiểu khách này căng quá, đâu rồi? An Phú nó đang trộm nhạo ở trong nhà ấy kìa. Các bạn đâu? Find me. Bây giờ các bạn có cặp đúng bốn thứ cho cô nào. Action figure, turtle and book. Ok, các bạn hầu như chỉ có book thôi. Các bạn đọc action figure không? Úi dồi, Phú Tiến Minh kìa, úi dồi, nó lắc lư gớm nào. Chồng. À, Vân có hai. Ôi, Vân có skate. Được rồi, cô sẽ ghi Vân ở đây. Vân có skate. Vân. Có bạn nào mà có hai vật cũng được. Hai vật trong bốn vật. Phú Phương đang mang một đúng Doraemon ra kìa. Không đùa đâu. Nào bạn nào có hai vật trong, có hai vật trong bốn vật nha. I want skate, I want book, I want turtle, and I want action figure. Show me two of them. Cần hai vật. À, Hiền Dâu có một Doraemon. Action figure của con trên hộp sữa này cô này. À không, chơi thế là không được nhá. Không chơi kiểu đấy. Action figure phải cầm như Phú Tiến Minh là dơ lên là cả lớp đặt tìm cho cô nào. Chán thế. Con chả có phải Minh Khang action figure nào. Con Khang có hai vật nào. Là Minh Khang. Chẳng có action figure. Tuyền đéo tớ. Tuyền Khang. Tuyền đéo tớ đo à. Cô khán giọng có hôm nay lớp này chơi nghịch hăng quá đấy. Trời đất ạ. Ui, bạn Nguyên Khang bạn dơ quả bơ kìa. Đâu? Bạn Khang bạn ấy dơ quả bơ. Em có bé nào ra. Gớm, Phú Tiến Minh chơi bài này khó quá nào. Hoàng Ngân con dơ lên nào. Hoàng Ngân con dơ lên cho các bạn nhìn nào. Nào Hoàng Ngân cần là turtle và book. Phú Tiến Minh cần action figure and skate. So à, Nguyễn Lương Hoàng An đi kìa. Úi dồi, các con con dơ lên nha để cô còn lướt nha. Con còn đấy sách lắm cô ạ. Không, đấy là sách thì chỉ có một sách thôi. Nha. Sách thì chỉ có một sách thôi, bây giờ cô cần hai trong bốn vật cơ cơ mà. Bây giờ Linh, cái Hiền đi ra tìm cho cô nhé. Có chỗ không? Em không có bây giờ đâu cô. Đến cái phần này khó. Đâu rồi, Trần Duy Phong. Duy Phong, xong camera cho cô xem nào. Ây da, đâu trời. Được rồi, làm sao mà chơi khó được Duy Phong. Đây, Duy Phong có hai trong bốn vật rồi kìa. Ghi Duy Phong. Ok, Duy Phong. Ai đâu, Ngọc Khuê có một quyển giáo dục thể chất lớp 2.
Đỗ Bảo An. Ok, ok, thank you. Con biết đây là con gì không cơ? Con Doraemon. Ok, An Phú con chịu thua chưa? Con đã chịu, con chỉ có con Doraemon này là An Phú đâu? Của con. Không hỏi thăm ba người anh em thế nào, cũng ăn ăn Phú ơi. Ôi đang tìm một đống đồ cô ạ. Con ơi là con. Bây giờ An Phú biết nào, An Phú phải gọi mẹ ra để support gì cả. Ôi cô cho con vứt cái hộp sữa cho cô nhá. Bài cái gì nhỉ, gọi là cú twist của Tiến Minh này quá khó đến nỗi mà không ai đỡ được. Rồi An Phú, An Phú là An Phú có hai trong bốn vật không? Book, turtle, skate and action figure. Ok, now vì sự nhiệt tình của các bạn cho nên là hôm nay nha, cả bốn bạn đều được điểm nha, không? Ok, Nguyễn Lương Hán, nhất tất cả các bạn hôm nay ở dưới có điểm cô đã ghi vào trong này rồi. Con rất thích đồ vật cô ạ. Ok, và các bạn nhớ nha. Bolo. I want everything go. Con có nào, bây giờ nha, mình sẽ quay lại bài học một chút. Vừa nay chúng mình đã được làm quen với từ I want, và cả lớp đã biết là I want, tôi muốn, đúng không? Rồi, so look at the screen now. Can you come in for me? Wait. I want skate. Yeah, I want skate. Okay, you can come in. Come in for me. I want bike. No. I want an aging figure. Okay, the first sentence, I want skate. Just skate like that. I want a ball. Now, skate nào. Bây giờ cô cầm Đỗ Bảo An. Đỗ Bảo An hỗ trợ cô nào. I want a bike. Look at the picture one, right? Picture one. I want skate. I want skate. Okay, great. Skate. Bởi vì sao? Bởi vì nó có hai skate. Ngay từ đầu võ Nguyên Khang đã nhấn mạnh cho chúng mình là skate thì nó có hai chiếc, đúng không? Bạn làm một chiếc thì mình gọi là skate thôi. Còn hai chiếc là mình phải là skate. Ok, tiếp tục Đỗ Bảo An là bà cô thứ hai luôn nào. I want skate. Okay, can you spell it for me, please? Good job. I want space. I want bike. Okay, great. Now, one more nào, một bạn nữa nào. Cái từ này vừa nãy tôi dạy đi dạy lại, dạy 2 lần, dạy 4 lần, dạy 6 lần rồi. Nào bây giờ ai who can? A plane. Đấy bây giờ dạy. Dậy tè cái mỏ ra. Airplane. Dâu. Airplane. Đọc lại cho cô cái từ máy bay xem nào. Airplane. Airplane. Vũ Phương đọc lại. Airplane. Đấy nha, cả lớp nha. Nào, bây giờ cô cần Nguyễn Lương Hà An trợ giúp cho cô nào. Airplane. Hello teacher. Okay, great. So, can you fill in this blank for me, please? Pick a tree. Now, từ này là gì nhỉ? Lương Hán. Đơ rồi, đơ hay sao? Bị đơ rồi. Hello. 234-5678. Mở mic nào. Oh, you cannot. Con comment vào phần chat cho cô nào. Hello. Yeah. Okay. Now, so. Nó là gì? I want. Airplane. Air gì nhỉ? Air gì? Airplane. Plane. Ok, airplane nào. Bạn nào biết đánh vần không? Bạn nào biết đánh vần comment cho cô phần chat nào. Ai? Who? Can? Please. Nào, ai biết đánh vần? Ai biết đánh vần giơ tay. Bạn nào phải biết rồi nhá, nhưng bạn nhỏ thì chưa biết đâu. Nhưng bạn nhỏ như Hà An là chưa biết đâu. Bạn nào biết đánh vần từ này? Ui, anh Khoa giơ tay à? Mình Nga biết không? Thanh Bình biết không? Mẫn?
Mẫn biết không phải giật cái nào, giật mình gật đầu với xem nào. A-I-R-T-L-A-N-I. Ô, từ từ, từ từ, em từ từ, từ từ. Con đang dài lắm, mẹ đọc từ từ, cô mới ghi được. Nào. The first letter is A. A. R. R. I. No, air. Không khí á, air, air, không khí. Ok, now next. P. E. L. L. A. N. N. E. E, good job, airplane. Stop sharing here. Ok, từ mấy hôm trước nha là rất là khó nha, nhớ đây rất là khó đấy, không dễ đâu, cho nên là sau bài này là bài tập là phải làm đầy đủ nha các con. Nào, so next, bài này là cả lớp đồng thanh cho cô nào, mở mic lên đồng thanh cho cô nào. A O O do 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 do. Cả lớp đồng thanh nào, I want a... I want a game. Page 95. Game. I want a game. I want a game. I want a game. Game, game này có nghĩa là game, nói chung này thì nếu mà nói từ game là nó sẽ là những cái dạng kiểu chơi chơi pin board các thứ ấy. Ôi dồi ôi, gào tè mỏ. Nhớ chưa nào? Hôm nay đọc bài rất dễ luôn. Today we just study about the structure I want. Ok, cả lớp nhá. I want. Nào, các bạn. I want. Chú Tiến Minh nào, mở mic nào. I want. One more time, all the class. Những bạn được pin ở đây, các bạn đọc to cho cả lớp nghe nào. I want. I want. Nào, mở mic nha. Mở mic cả lớp nha. I want. Ok, tốt. I want. Nhớ nha, nhớ cho cô là có âm tờ. Ok, I want. Tôi muốn, đúng chưa? Muốn gì là phải nói, cũng như là đói thì phải kêu, đúng không nhở? Đấy rồi, không được là đói là ngồi im nha, đói là phải kêu. I want this, I want that. Ok, con muốn gì con phải nói, đúng không? Rồi. Bài chỉ có thế thôi và từ vựng thì khá là khó nhớ. Vì vậy là hôm nay cô sẽ gửi bài tập cho các con ngày mai. Đúng không? Hôm nay phải ngủ, xong mai có bài tập. Ok, bài tập của chúng mình. Ok, bài tập của chúng mình. Nào, remove pin here. Đợi cô một chút để cô nhắc nha. Ok. Look at me now. How long haven't you got the speaking test? Đã bao lâu rồi lớp mình không có một bài kiểm tra về phát âm nhỉ? Ok. So, nào bài tập của chúng mình nha. Ngày mai cô sẽ ghi rõ hơn nhưng cô sẽ nhắc trước là một là cô sẽ ra bài ở trên Quizy, hai là luyện chữ và ba là mình sẽ quay lại một cái video nói về 10 điều mà con muốn hiện tại, đúng không? 10 điều thôi. Ví dụ, I want a car. Cô muốn một cái xe hơi, đúng không nhỉ? Thì cô sẽ nói I want a car. Và con sẽ quay lại video đó. Các con nói 10 vật mà con muốn. 10 vật, 10 thứ mà con đang muốn nha. Có bạn nào mà muốn là I want to be rich cũng được. Con muốn giàu có. Ok, it's alright. I know this. I want and I will take the pronunciation. Bài tập lần này thì chỉ là để cô kiểm tra về phần nói và phát âm thôi. Bởi vì rất là lâu rồi cô không được nghe những cái video để các bạn đưa cho cô để cô kiểm tra phát âm, đúng không nha? Rồi, rất là dễ, đúng không?
Một là hôm nay mình sẽ có bài ở trên Quizy. Hai là mình sẽ có bài để luyện chữ. Và ba là mình sẽ quay một video nói về 10 thứ mà các bạn muốn, được chưa? So, this is the end of the class now. Do you remember about this? You need to press your teeth, right? Okay, remember, you need to press your teeth, you wash your hands, and go to bed. Okay, have a good night, and bye-bye. See you soon. Okay, so I will to unmute all of you and we will say goodbye to all the class. Goodbye. Dù nó hơi thủ công một tí nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn có thể nhớ từ tốt hơn, right? Okay. Ơ chứ rồi. Now ask to unmute. Cô xin lỗi lại tắt mic tất rồi. Okay. Bye. Nhớ nhá là mình sẽ có bài tập vào lúc vào ngày mai là cô sẽ bắt đầu năm bài tập và các bạn nhớ là chuẩn bị cho Zalo nhá để làm bài tập nào. Bye. 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 Ngọc ơi, bạn comment ở phần chat nhé. Không là bây giờ đang có nhiều bạn đang nói cho nên là không nghe được. Ngày mai con sẽ cho cô đã. Cô Ngọc quay kem siêu to. Ai làm cho cô Ngọc quay kem siêu to khổng lồ đấy, trời đất ơi. Nào bạn nào nhá, mai sẽ có 11 giờ siêu to lô nhá. Cô ơi, là thứ hai cô sẽ gửi lên Zalo làm bài về cho, sao cô chưa gửi vậy cô? Bài nào nhỉ? À bài thứ hai về choice cô. Anh mang về choice hả? No, thứ hai là tại vì là nó ít bài, ít từ quá cho nên cô nghĩ là nó dễ quá nên là mình chưa có làm. Hôm nay mình mới có bài tập làm chứ mới có ai want chỉ làm chứ, đúng không? Bye bye. Hả? Cô không nghe rõ. Bye. Ok, nếu mà các con có câu hỏi nào các con nhớ hỏi thầy Vương hoặc là thầy Quân nha, để thầy Vương thầy Quân bảo cho cô nha. Ok, bây giờ phải đi ngủ thôi. Không là rơi xấu lắm mơ. Cô không nhớ à cô? Cô không nhớ à? Nhớ gì? Comment. À, còn công bố đúng không? Công bố thì để ngày mai đi, tại vì là hôm nay cô thấy nhiều bạn lội ngược dòng lắm con ạ. Hôm nay nhiều điểm lắm. Nhiều điểm nhưng mà cô dơ như thế bạn con không nhìn thấy đâu mà cô dơ. Ừ, thế thì bây giờ cô phải đăng vào trong class Dojo cô mới biết được, cô tổng hợp lại cô xem bạn nào nhiều điểm nhất nhá. Nhưng con không mở được chứng đâu cô ạ. Vẫn chưa mở được chứng, để cô xem hôm nay bạn nào chưa mở được chứng để cô mở luôn hộ cho nhá. Đấy à chú. Ok, goodbye. Nhanh lên cô. Goodbye teacher.